Ok, xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người đã đến cái kênh của mình thì hôm nay mình đang ở Ketchikan, Alaska. Đây là một cái thành phố khoảng 13.000 dân nha mọi người. Thì nó thuộc tiểu bang Alaska của Mỹ. Và mình đang đứng ở cái dòng sông mà tháng 8 tới đây là cái cá hồi sẽ về đây sinh nở nha mọi người. Thì hôm nay mình đi cũng chủ yếu quay cái cá hồi ở đây mà người ta nói là tầm một tháng nữa thì mới có cá hồi. Thì cái cá hồi là nó ở đây là nó tới đây nó sinh đẻ mọi người. Thì gọi là cái dòng sông này là sẽ kín luôn, kín cá hồi nó bơi kín cái dòng sông này luôn. Thì tới tầm một tháng nữa mình sẽ quay lại đây và quay cho mọi người xem. Thì mọi người hãy nhớ đăng ký kênh để cập nhật những cái video của mình sớm nhất có thể nha. Và hiện tại bây giờ thì cũng có một con đang chết ở đó rồi. Thì mình sẽ xuống quay mọi người tận nơi cho mọi người xem. Rihanna! Đây là những cái kiểu nhà của cái tiểu bang này nha mọi người. Đó. Đây. Kiểu nhà của Alaska, mình sẽ xuống cái rãnh này. Xuống quay cho mọi người xem nha. Trong tháng sau thì đó, mọi người thấy không? Thấy rõ không? Một con bự cho bá nó mới chết luôn á. Nhìn đang tươi. Đó. Thì tầm khoảng một tháng nữa là cái dòng sông này là nó mùi cá hồi chết đó mọi người. Thối lắm. Mình có tới một lần rồi thì tầm tháng nữa mình sẽ quay lại đây và quay cho mọi người xem nhé. Và bây giờ thì mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan một vòng Alaska nha. Thì mình làm việc trên tàu á thì cũng có nhiều cơ hội để đi du lịch đây du lịch đó. Thì mọi người nếu mà muốn được vừa có lương vừa được đi du lịch như mình á thì đăng ký kênh của mình. Sau này mình sẽ chia sẻ những cái cách mọi người có thể là đi du lịch miễn phí và có lương nha. Thì mình đã đi được nhiều nơi như châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, nói chung năm châu đi hết rồi mọi người. Úc rồi là Phần Lan rồi Tây Ban Nha rồi. Đi hết rồi. Thì sau này mình nếu mà mọi người muốn được đi du lịch và có lương như mình thì người đăng ký kênh nhé.
mình sẽ làm một cái video hướng dẫn mọi người cách làm đơn xin việc bằng tiếng Anh và cách nộp đơn như thế nào nha. Mình sẽ quay cái cảnh rừng cho mọi người xem này. Rừng núi ở đây này. Thì cái tiểu bang Alaska này là cái tiểu bang lạnh nhất, gọi là lạnh nhất ở Mỹ luôn nha mọi người. Và cũng là bang lạnh nhất ở lạnh thứ hai trên thế giới ngoài Bắc Cực. Cái này là thuộc Nam Cực mà mọi người. Nam Cực của trái đất, cho nên là mấy cái video trước mình cũng quay cho mọi người xem cái tảng băng mà được hình thành mấy triệu năm trước ở gọi là Huban Glacier đó. Đây. Hello. Hi. Hello. Đây dòng sông này. Đó. Nước trong vắt luôn. Mọi người nhớ đăng ký kênh nha. Thì hôm sau mình sẽ review một cái video gọi là ở đây là mình tới rồi. Ở đây thì nó gọi là cá hồi nó về đây sinh nở kín cả cái sông này luôn nha. Mọi người chú ý đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên thì mình sẽ review cho mọi người xem. Bây giờ mình thử đi một vòng theo cái dòng sông này có gì đặc biệt không? Ở Alaska này thì người dân ở đây là được lĩnh lương hàng tháng luôn nha mọi người. Cứ sinh ra là được nhận lương rồi. Thì trên đầu người mình, theo mình thông tin mình tìm hiểu á, thì trên một đầu người là của dân Alaska ở đây là đầu người của dân Alaska ở đây á, thì nó được trên đầu người của dân Alaska ở đây thì một được 3.000, hơn 3.000, và là con bạn mà quốc tịch Mỹ mà ở hộ khẩu ở Alaska là mới sinh ra thôi là đã được lĩnh lương rồi. Người già cũng như người trẻ đã được lĩnh lương rồi. Và nó được ưu đãi nữa là không phải đóng thuế thu nhập cá nhân, rồi là
đi ra siêu thị mua đồ là được ra ngoài siêu thị mua đồ là được miễn thuế, thì giá niêm yết đó là bao nhiêu thì chỉ có tới chừng đó tiền thôi, không mất được một đồng nào. Rồi với cả còn với giá trong siêu thị ấy, thì giá ví dụ nó để 10 đô một cái món hàng, nó 10 đô nhưng mà tính thêm 15% phí nữa, nhưng thì ví dụ giống như một cái hộp quẹt mà mua ở đây là giá là có 2 đô mấy thôi, nhưng tính thêm thuế vào nữa là 3 đô, còn 3 đô nha mọi người. Ở đây ví dụ đi ăn nhà hàng á thì ngoài tiền thuế này, tiền phí này, phí phục vụ của mọi người, gọi là tiền tip, ví dụ một tô phở 14 đồng thì tính thuế má rồi là này nọ nữa thì cũng 20 đồng đó. Tùy cũng tùy có nơi mọi người. Ngoài cá hồi ở cái sông này, ngoài cá hồi thì có cả cái sư tử biển nữa nha mọi người. Thì giờ này á thì nước nó đang lớn và chảy xiết, cho nên là cá hồi nó với sư tử biển nó không bơi về đây. Quay cho mọi người xem cảnh rừng núi Alaska nha. Vì cái do ở đây tại sao người dân được nhận lương thì tại vì là người dân ở đây một là thời tiết khắc nghiệt giống như ở khắc nghiệt với lại là cái khuyến khích mọi người sống ở đây để giống như giữ đảo mọi người. Với hơn nữa là cái sản lượng dầu mỏ mà được khai thác ở đây mang về tiền cho nước Mỹ rất là nhiều, cho nên là họ được lĩnh lương miễn phí
các dịch vụ an sinh xã hội như nhập nghĩ con đi học không mất tiền, không có mất tiền. Mọi người đang ở đây để xem cá hồi. Chừng này cá hồi cũng không có nhiều đâu. Chừng này là cá hồi là không có nhiều đâu. Lơ thơ mấy con đó ở dưới đó. Không biết mọi người có thấy không? Lơ thơ được có mấy con này. Nhưng mà mấy con bự luôn, bự chà bá luôn ấy. Mấy con nhưng mà lớn lắm. Thì mình giờ mình sẽ đi đi vòng theo cái con đường đó, đi theo cái sông này nha mọi người. Cái thị trấn nhỏ này là nó có cái tên khác, rất là tên là thủ đô của cá hồi, thành cá hồi đó. Thủ đô cá hồi. Một tháng nữa đi cái con đường này á, thối lắm luôn nè mọi người, cực thối luôn. Đây cũng phong cảnh thiên nhiên, thời tiết mà ở Alaska mà khi nào cũng như vậy, như cái hôm này ạ, là sống ở đây cực kỳ thích luôn nha mọi người. Hôm nay là mát, trời rất chi là mát luôn. Đó. Ở đây nó có cái đường lên trên cái núi. Mình cũng sẽ lên và quay cho mọi người xem cái lần cái này mình đến cái chỗ này nhiều lắm rồi nhưng mà giờ mới biết cái chỗ này nên quay cho mọi người xem luôn. Nó cao. Lên đây để chụp hình cái đường. Có cái nhà trên núi nha mọi người. Yeah. Thank you. Have you been up there? Not yet. Oh, okay. This is my first time. Okay. Yeah. What they have here? I have no idea. Dâu rừng đó mọi người. Đây, dâu rừng. Không biết ăn được không? Cũng không dám thử. Vì sợ ngộ độc. Đường này dẫn tới, hay là nó dẫn tới cái khách sạn nào ta? Cảnh từ trên nhìn xuống dưới à,
Đúng rồi. Chắc nó dẫn lên cái nhà này quá. Đó. À. Nó dẫn lên cái nhà này mọi người. Nhà hàng khách sạn gì đây. Thôi đi xuống. Quay tiếp cái dòng sông cho mọi người xem nhé. Và sau đó là mình sẽ ra thành phố. It's going to this hotel. Quay cái dâu rừng cho mọi người xem nhé. Trái dâu rừng này mọi người. Nhưng mà ăn được hay không á? Má ăn ngộ độc cứ chết. Không dám thử. Nhưng mà mình là một người rất chi là thích ăn dâu này. Đó, dâu rừng quá trời luôn. Nhưng mà không dám ăn. Dấu nó rụng hay là bị người ta hái ra. Ồ, chắc người ta hái này mọi người. Để mình hỏi mấy cái người khách này coi có ăn được không nhá. Mình sẽ hỏi và cho mọi người thử ăn nhé. You know, salmon berries, yeah, this, they're edible. This is can eat? Yeah, yeah, oh. A salmon berry. Thank you. You gotta try one. Yeah. Let's get you one. Cái mấy cái người này nói là ăn được nha mọi người. Mình sẽ thử ăn rồi. Now, the ripest when they're red. Nó y chang, nó vị nó giống như dâu thường luôn nhưng mà nó hơi đắng hơn xíu. Mọi người nhớ like và chia sẻ video cho mình được nhiều view và mình tiếp tục làm video nha mọi người. Nếu mà mọi người không like không bình luận gì hết thì mình cảm giác á kiểu không có động lực để làm video mọi người. Thì sắp 5 năm tới á mình sẽ đi một cái tàu là tour vòng quanh thế giới luôn. Thì tháng 12 tháng 5 tháng 12 mình sẽ bắt đầu đi và sẽ review cho mọi người xem. Thì mỗi nước á, mỗi nước sẽ ở đó 2 ngày. Ở đây là bạn của mình. Xin chào. What is upset? Xin chào. What is upset? Upstairs is this way going to the hotel or restaurant. No. Yeah. But it's nice, man. It's nice view. Really? Yeah, yeah. Try to go up there. Xem cá hồi quá trời luôn.
Nhưng mà những người này là những người khách ở trên tàu mình đó mọi người. Thì họ họ đến đây công tơ điện ở bên Alaska, Mỹ nha mọi người. Đó, công tơ điện. Cảnh thiên nhiên đẹp quá trời luôn. Cái con cá hồi to to bố luôn. Đây cái shop vẽ áo người. Là handmade, là họa sĩ tự vẽ luôn nha mọi người. Đây. Cái khu vực này hồi trước là nó thường có cái sư tử biển nha mọi người, sư tử biển. Nhưng mà nay nó không có bơi lên nữa. Đó, thủ đô cá hồi cái gì cũng có logo của cá luôn. Đó, Simply Simon. Đó là đây dâu đây. Dâu đây quá trời luôn này. Quả này chín rồi này. Thử ăn ăn coi nó đắng không. Hồi nãy mình ăn quả vàng, giờ thử ăn cái quả đỏ này xem. Cái này cũng chưa đỏ lắm nha mọi người, chưa chín lắm. Nó vẫn đắng. Cái này là đỏ luôn này. Thử rồi. Vẫn hơi đắng. Mọi người xem. Đó, xác cá hồi đó mọi người thấy không? Thì bây giờ đó là cá hồi nó đang ít lắm. Một tháng sau là kín cái sông này luôn. Nó về đây nó sinh đẻ, nó sinh nở xong cái chết như vậy á. Đó, mọi người thấy thấy cái xác cá hồi đó. Yeah,
Đây, ở đây có cái sư tử biển á. Người, đó, ở cái chỗ này là có sư tử biển cho nên mới có cái logo sư tử biển ở đây. Không thấy sư tử biển luôn mọi người. Bây giờ mình sẽ quay một vòng thành phố cho mọi người xem nha. Qua đường. Ở bên này qua đường là xe sẽ nhường người đi bộ nha mọi người. Thì đi qua đường á, thấy mình đứng chờ là xe nó sẽ dừng lại. Đây mình đang đứng chờ. Đấy, xe sẽ dừng lại cho mình qua đường. Đó. Lịch sự cho mọi người. Còn ở Việt Nam mình là xe lớn là chen chúc băng qua. Đây là cái cảng neo đậu của mấy cái tàu tàu cá mọi người, du lịch, tàu du lịch và tàu cá. Chắc mình nên quay lại thôi. Thank you.
xứ sở cờ hoa ở trên đường. Ở trên đường có cờ có hoa nha mọi người. Mỹ được gọi là xứ sở cờ hoa đó. Xứ sở cờ hoa là vậy ạ. Đấy, ở trên đường treo những lán hoa rất là đẹp và cờ đó, xứ sở cờ hoa. Tâm tài chính tàu Ruby Princess. Đây là hãng tàu của công ty Princess, còn của mình là Royal Caribbean nha mọi người. Xứ sở cờ hoa cho nên đi đâu cũng thấy cờ và hoa nha mọi người. Mình qua đường. Đợi qua đường nha mọi người. Đấy. Spend like $5,000 with us in the store. All cash. Yeah, I was like, I'm going to go to the rock. I'm going to go to the rock. I'm going to go to the rock.
Alaska. Đây là cái những cái hàng lưu niệm đặc trưng của Alaska nha mọi người. Đó. Đây hàng lưu niệm gọi như là văn hóa của Alaska luôn nha mọi người. Cái áo này 29 đô. Xem cái tầng hầm và căn nhà. Đấy, đẹp không? Ở trên là mấy cái căn nhà dưới cái tầng hầm cho xe chui qua. Đó. Ok. Ở đây ở Alaska nổi tiếng là có đại bàng nha mọi người. Đó, nổi tiếng đại bàng là nơi cư ngụ. Alaska là nơi cư ngụ của những con đại bàng. Ok, ở kia là con tàu của mình rồi. Thì mình đã về đến nơi tàu. Và video đến đây là hết rồi nha mọi người. Mọi người nhớ đăng ký kênh và bật chuông lên để xem những cái video mới của mình nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tới. Ok, chào.